Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Chỉ cần có khoai tây, hôm nay mình khuyên chia sẻ thêm một món ngon cho bữa ăn sáng, trưa, chiều, tối. Món này có thể ăn nóng, ăn nguội, đều ngon. Khi nhà có tiệc, mình cũng có thể làm món này luôn, như là một món ăn no hoặc là món ăn vặt. Cô bác, anh chị em và các bạn cùng bắt đầu mình làm món này nha. Ngon chưa nè? Làm món này anh chị em và các bạn cần có khoai tây. Khoai tây mình lựa cái loại khoai tây mà nấu được đó, nó không có bị bột đó thì làm nó mới ngon. Đây là nguyên liệu để mình làm món này. Mình khuyên để ở đây anh chị em và các bạn coi qua để mình đi chợ chuẩn bị, hoặc là coi bên dưới màn hình video mình khuyên cũng có để cụ thể. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Tất cả cái này mình khuyên sẽ bào, rửa, cắt, gọt sạch sẽ nè. Không có khoai tây tím thì mình làm khoai tây trắng cũng được luôn. Anh chị em và các bạn cắt ra hạt lựu. Cái này là 120 g. Hành lá cắt nhuyễn luôn. Ớt cũng bằm nhuyễn. Cà chua mình nên mua cà chua bi thì nó đỡ chua. Chị em và các bạn cắt như vậy nè. Tỏi bằm nhuyễn. Sau khi cắt xong mọi thứ thì mình mới đi bào khoai. Mình lấy một cái thau nước. Ở những nơi mà khoai tây người ta không có ghi trên bao bì đó, thì anh chị em và các bạn có thể mua cái loại để nấu ragu hay là nấu lagu thì nó mới ngon. Chứ mình làm cái khoai bột là theo mình khuyên làm mấy lần thấy nó không có ngon bằng. Khoai vàng như vậy nè là ngon lắm. Trong cái thau nước mình cũng nên cho một xíu muối. Mình cho dầu ăn, dầu olive. Do 2 tuần nay là chiến tranh Ukraine, thành thử ra không có dầu, ai cũng đi mua dầu hết. Mình cho vào đây là 1 muỗng canh bơ. Món này người ta sẽ nấu nhiều bơ, nhiều dầu lắm, nhưng mà mình không có thích ăn nhiều, thành thử mình cho ít. Hành tây tím với đây, hành tây trắng cho hết luôn luôn. Tiếp tục mình xào cho đến khi nhìn thấy nó trong ra. Khi xào hành, anh chị em và các bạn chú ý mình chỉ nên để lửa trung bình thôi. Bếp chính số mình để số 7. Để hành nó ra được cái vị ngọt á. Muối khoảng 1/4 muỗng cà phê. Sau đó cho tỏi. Và tỏi mình xào nhanh. Cà chua cho hết cho luôn. Để lửa trung bình. Tiếp tục mình xào cà chua chung với lại bột ớt. Cái bột ớt này nó the the đó. Và lượng thì tùy theo, ăn nhiều hay ít thì sẽ cho. Mình khuyên cho khoảng 2/3 muỗng cà phê. Xào nhanh qua. Sau đó mình mới cho hết thịt vô, 250 g. Mình để lửa trung bình xuống và dầm ra 2/3 muỗng cà phê bột nêm. Rồi xào cho đến khi thịt chín và cà chua mềm. Cho bên đây chút tiêu. Mình cho ra tô. Để lấy cái chảo mình xào khoai tây. Khoai tây sau khi rửa sạch, anh chị em và các bạn cắt ra nhỏ nhỏ vừa phải thôi. Để chút mình nấu cho nó nhanh chín á. Chỉ cần lấy giấy mình lau sạch, không cần rửa chảo. Cái món này người ta sẽ chiên với rất nhiều bơ và dầu.
nhưng mà mình khuyên cho ít thôi. Một muỗng canh bơ, một muỗng canh dầu olive. Khuôn này có đường kính là 20 cm, quét trên dưới luôn. Để chút dễ lấy ra thì mình cho một cái giấy nướng bánh bên dưới, rồi múc bớt cái dầu này mình cho ra đây. Nếu có bột chiên xù thì anh chị em và các bạn rắc lên để chút nữa nó hút đi cái lượng nước á. Khoai tây mình còn là 950 g, đem 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó anh chị em và các bạn đảo qua nè cho nó đều, cho khoảng 100 ml nước. Để lửa trung bình, đậy nắp lại và mình nấu khoảng 10 phút. Sau khi được 10 phút, nâng lửa lớn lên. Chị em và các bạn đảo. Và lúc này mình thử khoai cũng chín mềm rồi. Cho nó hơi rám rám, nâu nâu, vàng vàng nè. Cho nó ngon, anh chị em và các bạn thơm á. Cuối cùng mình cho chút tiêu. Trứng mình nên rửa sạch. Trứng nhỏ thì 5 cái, trứng lớn thì 4 cái. Giờ cái trứng này có máu ha. Máu trong đây nè. Đây, mình bỏ ra luôn. Ớt, hành lá, 1/4 muỗng cà phê muối. Đánh cho thiệt đều. Có thể nướng bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu đều được. Hôm nay mình khuyên nướng bằng nồi chiên không dầu, 170 độ C tức là 338 độ F. Mình làm nóng lò 4 phút. Khoai mình chia ra làm hai, mình cho bên dưới một nửa và phía trên một nửa. Nhớ dàn đều và mình ém chặt. Trứng mình cho vô và mình vớt cái hành với lại ớt á, mình cho vô đây nè. Bởi vì phía trên nếu mình để hành ớt chút mình nướng nó cháy xấu lắm. Mình cho một nửa. Phô mai mình lấy 150 g, mình cho một nửa vào đây. Không có phô mai anh chị em và các bạn khỏi cho. Rồi cho thịt lên. Hết vô luôn. Dàn đều ra. Em ém nó xuống. Cho phô mai. Cho hết khoai tây còn lại. Em ém nó xuống. Sau cùng cho trứng. Bây giờ lò cũng nóng, mình cho vô nướng. Cho vô tầng sát ở dưới cùng luôn. Mình nướng bằng nồi chiên không dầu, mình để 170 độ C tức là 338 độ F. Chị em và các bạn nướng lò nướng thì mình để 180 độ C tức là 356 độ F. Thời gian là 30 phút hoặc là cho đến khi mình thấy vàng. Sau khi nướng được 17 phút, mình lấy giấy nhôm che mặt. Như vậy thì nó mới không có bị cháy cái mặt. Bởi vì cái lò này nó nhỏ. Rồi tiếp tục nướng cho đủ 30 phút. Và sau 30 phút mình đã có món ngon. Phải chờ cho thiệt nguội mới lấy ra được. Mình đã có món ngon cho gia đình. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và cùng nấu ăn ngon với Bình Quyên. Và nhớ ủng hộ Bình Quyên bằng cách là coi video và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Bình Quyên chân thành cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Quá chừng ngon luôn. Y như là một cái bánh.